Thực ra là ông đã xong lá rồi. Xong lá, đấy, tỉ. Tỉ đây, đẹp này mà nó phải nằm ở chợ nha. Lá móng yêu thương đây, lá đẹp lắm, đây. Chụp lá thì yên tâm, đẹp. Đấy. Xanh ngắt. Dằm dằm dày bởi cái bàn chia bông chia tán đầy đủ hết rồi. Nếu mà ai yêu cái dáng này thì hợp lý quá. Con xanh lá móng đẹp quá, rất là gọn gàng sạch sẽ. Giờ chỉ chơi già lắm rồi, cái này thì già vô đối. Đúng tị. Đấy, các cụ nhìn thấy cây xanh đẹp. Nút dăm. Cái này là xanh hay là xanh? Xanh á. Cây lá móng thì đẹp. Dáng này dáng thì trực siêu một tí. Già hết rồi nhỉ? Già lắm. Cái bóng này nó không to. Đây, còn đây là cái này lá móng à? Đang chú thủy. Điền cái đấy, điền. À, chú thủy đây chắc cũng biển, biển thì vài cái lá 4,5 triệu, 4,5 triệu thế này, 3,5 triệu. Hoa giấy tím này. Cái này thì chậu của nó này. Chốt. Chốt đi. Nổ phát đi để em nổ, là 10 triệu. Nổ phát đi để em còn quay nào. Đây là 10 triệu anh em mình mua được bây giờ đúng không? 3,5 triệu thì đừng có hỏi nữa. Hôm nay ôm bom đi nổ đấy. 3,5 triệu là thì nó là đơn giản, bởi vì hôm nay đúng thật sự là mình không nói thách. Đấy. Nay là đi rồi là chỉ khai xuân mà lấy may cả đầu năm. Đấy, chứ không bán để cho mà bán. Không nghĩ lợi nhuận. Không nghĩ lợi nhuận. Đấy. Hoa bán mà gọi là được tí là càng tốt. Đúng. Mua đúng 2,5 triệu lấy được lấy phụ thì nó nhanh. Bán một cây đấy biết không? Không bán rồi. À. Mua đúng 2,5 triệu tại đất nằm điện để mua về bán cho 2,5 triệu. Các bác ở quê Nam Điền nhất ra thì những cây rẻ tất nhiên là cây cối nó cũng vô cùng lắm. Và những cây mình chín nhỏ xíu mà cái cảm xúc của mình nó mạnh, mình có thể bỏ tiền rất là nhiều mua. Còn những cây này mình thấy hợp lý nhưng mà nhiều khi mình lại cũng không mua. Đấy, vì nó không có cảm xúc mạnh. Không, anh mua 2,5 triệu anh bán rồi, hôm nay hoa anh bán rồi, nỗ là anh không. Hoa là bán, hoa là thắng rồi. Không hoa thì phát. Hoa là thắng rồi. Hoa là phát rồi. Hoa nó nổ cũng là còn gì nữa. Hoa là hoa nó cũng là còn gì nữa. Không hoa, hoa là thắng. Không hoa là nổ. Hoa là thắng. Hoa là thắng. Đấy, bảo lấy công làm lãi nhưng mà chưa có công. Đấy, mình tin mua một cây này một chiếc mình như khai mạc hoa là mình ra thích rồi. Không bán để lấy may. Một kém là để mua nhất là nghỉ. Đúng. Đấy, để xem có vụ nổ không. Các bác cứ suy nghĩ, cứ đi mua thì cứ suy nghĩ thôi. Nhà nó phải có ấy cơ, nhà nó phải có chỗ để bay. Đấy. Đi qua chỗ Minh Kiện, cái cây to tí. Minh Kiện. Vừa thấy đây lại đi đâu mất rồi. Tại bác nào mà không yêu cầu cầu kỳ quá thì chơi những dòng này. Chỉ nếu các bác nào mà bây giờ tôi đang chơi những cái gu mà nó thấp thấp này.
trực lùn hoặc là bonsai làng u cục hoặc là dáng bonsai là thiên nhiên ấy, trực đại thụ đấy, thì có những bác mà ví dụ ở quê mà không biết thì nhìn nó chả có giá trị gì, nhưng mà thực tế đâu, đối với những anh em mà săn cây thì nó giá trị vô cùng và nó giá nó cũng vô cùng. Cái cảnh dâm này xuống thì nó chưa có chân, à nó có chân rồi, mình ý là nó chưa theo kịp được cái cốt già của cái thân này, trên giá nó cũng chỉ mềm thôi, không có chậu này đâu. Đấy, có một người đẹp, hôm nay thấy một người đẹp đi chợ mua bonsai, thấy xem bonsai này, đấy, gấu chưa? Con này của anh Kiện không biết bao nhiêu. Chưa ưng thực sự anh. Ra. Này thì em này không mê cái này cháy. Cái chậu kia bao nhiêu đấy ạ? Cũng chưa biết. Chủ đó ở đâu? Cái này 4,5 triệu. À đi. À nhưng nó lại có chân. Được. Bẹ nó tràn này. Cái đấy, em chủ đấy. 4,5 triệu. Cũng được. Cây này thì lấy về được cái chậu. Cái chậu bên xưa. Cành cắt mà. Cành mà. Toàn bộ cành. Nó không theo vệ, nó không theo kịp được cái tổ thân của nó. Đấy. Kiện này thì kiện này hôm nào nó cũng phải một cây rất to mang ra. Cây này cắt xứ hai cây không được, phá mất hỏng hết, cảm giác nó tách bạch nhau quá. Không biết ông Lập ông Kiện ông bán bao tiền đây này. Đấy, hôm nay là thiên Thái Xuân đây này. Nhiều bác Lập kia, bác Lập ấy nha, bác Lập mà bán rong, không phải bác Lập có vườn ở đây nha. Và lỗ cũng bán đấy. Mua của bác rất là dễ, nhưng mà tất nhiên là cũng không có những cây mình mong muốn cho lắm. Số cây mà anh em thợ chỉ có về làm cây tập trung ấy, thì sau này nó có giá trị thương mại rất là tốt đấy. Nhưng mà phải kiên trì. Còn những cây này thì kén người chơi, thực sự kén người chơi, nhưng mà người ta bán được một cây thì nó giá trị đấy, tiền nó nhiều đấy. Để sang chỗ ông Nhạn, sang chỗ ông Nhạn như nào, có cái gì không? Đấy, đồng vùi đấy. Cây này là cái gì đấy bác? À cây gừa. Chùa ông bà. Chùa. Điền này. Điền tích cực. Xem cây gừa cái nào không? Được của anh à? Đẹp anh ơi. Đó là như hay quay đưa trên mạng đúng không? Vâng. Hay 4T gì đó. Vâng đúng rồi. Mình gửi cái mình đá cũng được.
rơi cái giấy rơi này bác. Bán ra bán giấy gì rơi kìa. Có gì mới không? Cái tăng mà không biết mày nhớ kìa. Đâu ngoài cái cây làm. Trường dưới. Thế nào rồi? Đấy, triệu rưỡi. Hôm nay là từ ngoái luôn. Cái này là hôm qua. Đây là hôm qua. Tài tình. Gọn gàng cho anh, chứ anh cần trở vào con trở lúc này làm sao mở cửa và chúng tôi trở vào sáng. Không anh. Chịp. Cái này là sợ cái vỏ đá này. Cây già thì thích, dạ. Vợ già thì không thích. Bác cứ hộ em bác phải được cắt rừng, cắt tiền. À, muốn lấy cây đấy. Rồi, này. Chắc cũng bỏ cơ. Anh đào cho mày nhá. Đấy, đấy. Không, thân đẹp, chuẩn chuẩn. Chắc cũng có mình, có tính mình thì đẹp. Đây là cái cành. Đây. Thế là mở hàng ấy không bố? Mở hàng à? Được. Xanh. Tối về cứ chụp về ảnh cho xem cái xi ra. Cái xi thằng Hưởng ở trên TikTok đang mua, chưa bán. Này cũng phải khó đi lùng một cây đẹp thế. đang có tiền nên mày bảo ta ăn nhiều tiền đấy. À thế à? Thế tối chụp ảnh cho xem đã. À. Còn có động lực đi vào. Biết đâu lại vào sớm. Có giá cốc cái gì? Mai cần đấy được bán qua giả. Đấy nhớ bán qua cái mày anh mấy mấy trăm nghìn rồi. Yên tâm đi. Khôi hay là tuyệt đối đi không phải dùng đi. Khôi hay là ấy rồi đúng. Khôi hay là hoàn thiện. Ờ thiện thì hoa nó hay có hoa lắm. Mà nó hoa chụp. Của nó thì được tôi nhớ chụp ta mua về cành hơi ngỏng lên thì ta đang ép thép xuống cho khoảng gần hôm quan trọng có cốt đẹp hay không đẹp cốt đẹp mà tôi chụp cho nhé. Nhớ về cái ép chụp luôn không lại quên đấy. Rồi để xong đang bán cái máy chiếu thủy cứ vào Bắc Tân thăm Bắc Tân đi.